nó buông thời gian, chính là lễ chư trong đất thần chào cho công công thực hiện. Hôm nay là ngày thứ năm, 9 tháng 4 năm 2020, là một lần nữa chúng ta thêm một ngày tu học ở chương trình đặc biệt đại dịch Corona. Thưa vì hôm nay riêng ở tại Hoa Kỳ, con số người bị lây nhiễm được chính thức xác nhận tương đối rất là cao, hơn 30.000 người, một con số lớn được ghi nhận trong 24 giờ qua. Con số tử vong cũng theo đó mà tăng vọt, và hiện nay Hoa Kỳ đang ở trong ngưỡng cửa gần 470.000 người bị lây nhiễm. Có lẽ vào ngày mai này con số sẽ tăng lên khoảng nửa triệu người. Thưa quý vị, bên cạnh sự lây nhiễm và những hệ lụy mà chúng ta tìm thấy những ảnh hưởng xa gần do điều kiện xã hội bị cách ly, cũng như là kinh tế, rồi bao nhiêu những khó khăn lớn nhỏ, thứ gì chúng ta phải nói đến một hình ảnh, đó là cái chết. Nhân loại đã chứng kiến trong 3 tháng qua với con số tử vong được ghi nhận đã chính thức, đó là gần 100.000 người. 100.000 người chết vì một căn bệnh ở trong 3 tháng không phải là con số nhỏ. Ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi muốn mời quý Phật tử chúng ta cùng nhau để đi vào một đề tài tu tập rất là quen thuộc với người Phật tử, đó là suy niệm về sự chết. Thật ra không phải chỉ có trong thời kỳ đại dịch chúng ta mới đối diện được, mà thật ra đã đối diện với cái chết từ thời bình minh của nhân loại cho đến bây giờ. Nhưng mà đối diện cái chết theo cái nhìn của Phật Pháp được Đức Phật dạy trong kinh điển, nó tương đối rất khác với cái nhìn về sự chết mà chúng ta nghe đó đây. Bây giờ thì trước khi chúng ta đi vào nội dung của bài kinh hôm nay, xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Và sau phần lễ Tam Bảo, chúng ta sẽ trở lại đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực,
Thinh Văn Giác đại lực nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa thầy tổ minh, tôi thì có một điều đặc biệt ở trong cuộc sống của chúng ta là ai cũng mong có được sự thanh thản. Thanh thản đối với những nguy hiểm bất chắc và thanh thản trước những đe dọa. Khi chúng ta đối chuyện với những đe dọa, ví dụ như là chạy xe ở trên một con đường mà hiểm trở, rồi tiết rất xấu, trời mưa, còn chạy đi máy bay mà nghe người ta nói có trục trặc về máy móc, hay là chúng ta sống giữa cơn đại dịch, hàng ngày nghe nói không biết bao nhiêu người bị lây nhiễm và chết, thì thưa quý vị, hầu hết chúng ta đều tự trấn an, trấn an bằng những con số, bằng xác suất và bằng lời an ủi. Có đôi khi cái nắm tay của một người thân, hoặc giả là người ta khóc, người ta than thở, nhưng mà tất cả đều không cho chúng ta một sự an ổn. Có một điều giúp cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nó lại là một bài học rất là khó nuốt. Đó là suy niệm về hiện tượng chết. Cái chết đối với nhiều người trong chúng ta là một điều rất là đáng sợ. Ở trong mấy ngày qua, thưa quý vị, ở đại chùa có ít nhất là khoảng 5 đám tang mà một số họ mời chúng tôi đi tụng kinh hoặc đến nhà hoàng hoàng tụng kinh, hoặc giả là gọi điện thoại cho thân nhân của họ, hoặc là đến bệnh viện để gặp những người sắp mất. Ở trong thời gian này thì chúng tôi không có ra ngoài nên chưa thường tụng kinh và nói chuyện với các vị đó qua phone. Nhưng các vị sau khi hỏa táng xong rồi đem di cốt về chùa. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng khi mà đề đọc cảm đến cái chết thì kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, mỗi một tình huống có sự sợ hãi khác nhau. Có những người đang bị ung thư sắp mất, có những người già cả lớn tuổi sắp mất, và cũng có những người đang bị những chứng bệnh nền như là tiểu đường, bị áp huyết, thì được cảnh báo rằng những người bệnh đó nếu bị lây nhiễm với Covid thì cũng chống chọi tương đối rất là yếu. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đặc biệt chúng ta không đọc qua một bài viết từ ở trong một quyển sách nào, mà chúng ta đặc biệt trích một số các bài dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và qua đó đề cập đến những lời dạy của Đức Phật ở trong một số các đoạn kinh. Đức Phật kể quả thật kể dạy rất là nhiều về sự chết, nhưng mà đây là một số rất ít sưu tập vì thời lượng không cho phép, để chúng ta đọc lại những bài kinh này. Có những bài kinh rất ngắn, có những bài kinh tương đối hơi dài một chút. Chúng tôi không biết là thượng tọa Thiền Sư hôm nay có vào room sinh hoạt của chúng ta buổi sáng hay không. Nếu lát nữa thượng tọa Phật thì chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa để giảng giải, còn nếu không thì chúng ta sẽ trở lại sau bài đọc. Bây giờ thì xin được hỏi là, dạ vâng, cảm ơn đại đệ tử. Hôm nay như vậy thượng tọa Thiền Sư không có vào. Bây giờ xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt Hoàng Hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại chúng tôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác Sa Tử Lành Thầy. Chúng con kính chân chúng tôi đặc đảng đã đi nhập cho phần chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc bài kinh Suy Niệm Sự Chết, trích từ Kinh Tạng Bali, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, đoạn 4.1. Một thời Thế Tôn trú ở Nadika tại Ginja Kawasata. Tại đây, Thế Tôn gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Niệm chết, này các tỳ khưu,
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các tỳ khưu, các thầy hãy tu tập nhịn chết. Được nói vậy, một tỳ khưu bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có tu tập nhịn chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập nhịn chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập nhịn chết. Một tỳ khưu khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập nhịn chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập nhịn chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ khưu khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ khưu khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt 4-5 miếng đồ ăn, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ khưu khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ khưu khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: cho đến khi nào sau khi thở vào ta thở ra, hay sau khi thở ra ta thở vào, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị tỳ khưu ấy: Này các tỳ khưu này tu tập niệm chết như sau: mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ khưu này tu tập niệm chết như sau: mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ khưu này tu tập niệm chết như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn đồ ăn thức thực, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ kheo này tu tập niệm chết như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt 4-5 miếng đồ ăn, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ kheo này tu tập niệm chết như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ khưu này tu tập niệm chết như sau: mong rằng cho đến khi nào sau khi thở vào ta thở ra, hay sau khi thở ra ta thở vào, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỳ khưu, những tỳ khưu ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các tỳ khưu, này các tỳ khưu, các thầy cần phải tu học như sau: hãy sống không phóng dật, ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Như vậy, này các tỳ khưu, các thầy cần phải học tập. Thế Tôn như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trích từ Tăng Chi 6.19 đoạn 4.2. Một thời, Thế Tôn trú ở Nadika tại Ginjaka Wasatha. Tại đấy, Thế Tôn dạy các tỳ khưu: niệm chết
Này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Tu niệm chết như thế nào, làm cho sung niệm chết như thế nào, thời đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Ở đây, này các tỳ khưu khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con cạp có thể cắn ta, hay con rứt có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ trở ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể làm khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta, các loại bệnh tật có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu, thì cô ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu trong khi suy nghĩ, trong khi suy xét như vậy, biết được như sau: ta có những ác pháp, ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỳ khưu ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như này các tỳ khưu, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỳ khưu ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng nếu tỳ khưu ấy trong khi suy xét biết được như sau: ta không có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh trong đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngài cần phải học tập trong các thiện pháp. Ở đây, này các tỳ khưu khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, ta lỡ mệnh chung trong ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỳ khưu ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như này các tỳ khưu, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỳ khưu ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng nếu tỳ khưu ấy trong khi suy xét biết được như sau: ta không có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Này các tỳ khưu, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử.
Trích từ Tăng Chi, đoạn 6.20, đoạn 4.3. Do nhân lợi ích như thế nào để các tỳ khưu, ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình đang sống, này các tỳ khưu, kiêu mạn trong sự sống, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn, sự sống trong sự sống được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỳ khưu, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, cần phải thường xuyên quan sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay. Nếu vị thánh đệ tử, này các tỳ khưu, suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi chết. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường, vị sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Trích từ Tăng Chi, đoạn 5.57. 4.4. Đức Thế Tôn nói với vua Pasenadit Đức Kosala: thưa đại vương, đại vương đi đâu? Đại vương đi từ đâu lại? Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất rộng lớn. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có người đến với đại vương từ phương Đông, một người thân tín, đáng tin cậy, người ấy đến đại vương và thưa: tâu đại vương, mong đại vương được biết, con từ phương Đông lại, và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu đại vương, đại vương hãy làm những gì cần phải làm. Rồi một người khác đến từ phương Tây, vân vân. Rồi một người thứ ba đến từ phương Bắc, vân vân. Rồi một người thứ tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy, người ấy đến đại vương và thưa: tâu đại vương, mong đại vương được biết, con từ phương Nam lại, và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. Tâu đại vương hãy làm những gì cần phải làm. Như vậy, thưa đại vương, một khủng bố lớn khởi lên cho đại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người thật khó khăn. Thời đại vương có thể làm được những gì? Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người thật khó khăn. Thời con thể làm được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Thưa đại vương, ta nói cho đại vương biết, ta cáo cho đại vương hay. Thưa đại vương, già và chết đang tiến đến chinh phục đại vương. Khi đại vương bị già, chết, chinh phục, đại vương có thể làm được gì? Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết, chinh phục, thì con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn, cùng các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với tượng binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn, cùng các trận chiến với mã binh vân vân, với xa binh vân vân, với bộ binh vân vân. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn,
Trong vương quốc này có những đại thần tinh luyện thần chú, các vị này có thể với thần chú phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều số vàng bạc được cất chứa trong những nhà hầm hay những lầu thượng. Và với số vàng ấy, chúng con có thể phá tan quân địch tấn công tài chánh. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thì con có thể làm được gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Như vậy là phải, thưa đại vương, như vậy là phải, thưa đại vương. Khi đại vương bị già chết chinh phục, đại vương có thể làm được gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các... Bậc đạo sư nói thêm, như núi đá rộng lớn dựng đứng lên hư không, tiến tới tràn xung quanh, áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến hữu tình, giai cấp sát đế lỵ, bà la môn phệ xá, thủ đà chiên đà la, kẻ đổ rác đổ phân, không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Ở đây không tượng binh, không xa binh bộ binh, không trận chiến chú thuật, không trận chiến tài sản có thể giúp chiến thắng chống với già với chết. Do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật, pháp và tăng. Ai với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được tán thán, đời sau hưởng phước trời. Trích từ Tương Ưng 1.3.5. Đoạn 4.5. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng vậy nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Trích từ Trung Bộ 131. Bài kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con cung thỉnh thượng tọa Chánh Đẳng từ bi trở lại. Là một bức tài giác. Các bạn là chuẩn bị thứ gì qua một số các đoạn kinh trên, chúng ta nghe nhiều về những cô và bài đầu tiên thì Đức Phật này dùng cái chữ gọi là niệm chết một cách sắc sảo, và một cách sảo hay là chúng ta có thể dịch một chữ khác là niệm một cách rất là bén nhạy và luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tỉnh táo. Ở đây thì Đức Phật này kêu gọi chi việc theo niệm chết rồi, thì mỗi vị có một cái niệm khác nhau. Ví dụ như là mỗi một ngày có vị tỳ kheo nghĩ rằng mình chỉ có thể mình chỉ sống được ngày hôm nay mà không tốt ngày mai, đơn giản vậy thôi. Có vị khác thì niệm rằng mình có thể ăn bữa ăn được nửa bữa, được 5-7 miếng rồi mình trúng thực, mình bị bôi thực, hay là bị gì đó mình chết cũng có. Và cũng có vị khác niệm rằng có khi mình thở vào, mình thở ra, và Đức Phật này đều khen ngợi cả năm vị tỳ kheo đó. Nó tùy theo cái cá tính của mỗi người. Nhưng mà nếu chúng ta thường ý thức, về ý thức mạnh mẽ rằng một điều chắc chắn, và chẳng những vậy mà nó có thể đến bất cứ lúc nào. Cái thói quen của chúng ta là sống bằng đinh đinh, thưa quý vị. Đinh đinh là cái chuyện COVID-19 nó lây nhiễm đến ai, không gì lây nhiễm đến mình. Và nếu lây nhiễm đến mình thì chắc chắn là mình có điều kiện mình sống sẽ vượt qua, chứ mình sẽ đến đổi phải chết. Nhưng mà càng trấn an á, thì chúng ta càng sợ hãi. Càng trấn an á, thì chúng ta lại càng bị dao động. Câu chuyện mà chúng ta đọc
ở đoạn đầu nói về những vị tỳ kheo trình với Đức Phật thì cũng giống như là câu chuyện mà chúng ta nghe, mặc dù kể trong dân gian nhưng lại rất gần với đạo Phật, rất gần với đạo Phật, bởi vì có một chuyện là có ba người bạn rất thân, chí thân, hàng năm như vậy đó, ở trong một đám giỗ tại một vài người thì họ hay rủ nhau về để có một cái buổi gặp mặt, vừa là dự đám giỗ rồi ăn uống thăm hỏi, năm nào cũng vậy. Khi ba người này lớn tuổi rồi, thưa quý vị, thì họ cũng có buổi gặp mặt hàng năm như vậy. Và trong cuộc hàng năm thì thưa quý vị, ở trong lúc mà tài dư tuổi hậu thì có một người mới nói rằng chúng ta đều rồi, giờ không còn là cái lúc mà mình nhẫn nhơ như ngày xưa nữa, rồi đôi khi mình cũng nên ý thức được cái sự vô thường. Và người này mới đọc một câu thơ rất là ngắn là: năm nay chẳng biết sang năm thiếu mặt nào. Thú vị, câu nói đó nghe rất là thấm thía, bởi vì năm nào cũng gặp mặt với nhau, năm nay gặp nhưng mà cũng chưa chắc là năm tới có thể gặp nhau được. Nhưng mà khi người này nói như vậy rồi thì thú vị, một người khác ở trong số những người này lại nói rằng thật ra nếu năm nay mà nói đến năm tới còn gặp nhau hay không thì kể ra nó cũng còn xa vời đó. Tôi thì tôi đề nghị nó ngắn hơn nữa kìa: tối nay giày dép cởi ra hết, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Dạ, anh em gặp nhau rồi buổi tối lên giường ngủ, có giường ngủ sáng thức dậy là mình ra đi luôn, chứ mình không có còn xỏ vô giày dép nữa. Mà đừng năm tới, năm tới là sao? Thì thưa quý vị, khi mà nghe nói như vậy thì những người bạn kia gật gù là đúng như vậy, không cần phải chờ năm tới rồi, cái vô thường phải đến năm nay nữa. Nhưng mà một ở trong số những người đó lại nói rằng tôi thì có nghĩ, tôi nghĩ như vậy là nó còn có thể ngắn hơn nữa, hơi thở này đi ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn. Có nhiều khi trong hơi thở thôi, thở ra mà không thở vào nữa thì đi luôn, bởi cái chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì thưa quý vị, đó là một câu chuyện nhàn đàm, một giai thoại, nhưng mà nó lại cho chúng ta một cái thí dụ về cái niềm sắc sảo của việc quan hệ trời chúng tôi một chút nhé. Chào quý vị, chúng tôi vừa nhận được một cái tin nhắn cũng nói về sự vô thường, nhưng mà chúng tôi sẽ nói về một điều khác. Ở đây thì thưa rằng ở trong đoạn kinh đầu tiên Đức Phật đã dùng cái chữ là niệm chết một cái sắc sảo, niệm chết cũng rất sắc sảo. Ở trong đoạn tiếp theo thưa quý vị, thì Đức Phật Ngài lại cho chúng ta một cái ý niệm khác ở trong sự niệm chết đó. Đó là
vì cái tính cách bất định của đời sống, do đó chúng ta không ỷ lại, mà những gì cần làm nên làm thì hãy làm ngay, không có hẹn lần hẹn hồi, không có dĩ nguyên, bởi vì cái chết có thể đến bất cứ đất lúc nào. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta sống trong một thời đại mà tương đối là cái điều kiện sức khỏe của chúng ta ổn định lắm. Lâu lâu thì chúng ta có nghe một vài người chết vì té trong nhà, hay có một người chết vì tai nạn xe cộ. Nhưng mà đa phần thì khi người ta gặp tai nạn hay là gặp bệnh thì được chữa trị, và chữa trị rất là tốt. Có nhiều khi cái sự chữa trị của nền y tế tiến bộ ngày nay đó, cho chúng ta cảm giác như là người ta rất là khó chết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại thời Đức Phật còn tại thế, và thưa quý vị, ngay cả khi chúng tôi ở bên Thái Lan mà đi đầu đà trong rừng đó, thì các vị thiền sư cũng nhắc một điều là một ở trong những cái pháp mà làm cho mình tinh tấn khi sống ở trong rừng, là khi sống một mình trong rừng, cái chết có thể đến mức lúc nào. Một cơn gió độc cũng lấy mạng mình đi được, một con thú dữ tấn công mình cũng thể mình chết được, mình dẫm phải một con rắn độc mà ở một mình trong rừng sâu thì cũng có thể chết được. Cái chết thể đến mức lúc nào. Và do vậy chúng ta quý trọng cái gì mà cái thời gian mà chúng ta đang có. Một điểm mà loài người rất là mâu thuẫn thứ gì, chúng ta rất muốn sống lâu, chúng ta rất là sợ chết, nhưng mà nếu chúng ta được sống, sống để làm gì, sống cái gì mà có ý nghĩa thật sự, sống gì có lợi lạc thật sự thì mình không quan tâm. Đôi khi chúng ta phung phí đời sống, chúng ta giống như một người đi làm việc rất cực để kiếm tiền, nhưng mà rồi có tiền rồi xài những chuyện rất hoàn toàn không đáng xài, xài những chuyện mà chúng ta gọi là tào lao, những chuyện không có đáng gì, thì chúng ta rất là tha thiết với sự sống, mà chúng ta rất là sợ sự chết. Nhưng hãy sống để làm gì? Thì thưa vì chúng ta sống ầu ơ cho qua ngày, chúng ta đã tiêu pha những cái thời giờ của đời sống một cách rất là vô nghĩa. Đồng Đức Bổn đã viết cái câu thơ này là: cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Chúng ta hãy bán vàng để mua những cái rất là rẻ mạt, thì cái thời gian của đời sống chúng ta được tiêu pha một cách rất là hoang phí. Và cũng trong bài kinh này chúng ta thấy có một đoạn rất là đẹp. Ở trong đoạn đó Đức Phật này đã dùng cái chữ gọi là vị ấy khoan hỷ. Vị ấy khoan hỷ để tích cực tu tập, để sống đúng pháp và để tu tập hạnh lành. Tại sao mà chúng ta dùng cái chữ khoan hỷ này? Thưa quý vị, bởi vì đa số chúng ta là nghĩ đến sự chết là cái gì rất là ảm đạm, cái gì rất là đáng sợ. Rất là đáng sợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình sống một ngày giống như ngày mai mình sẽ chết, thì mình sẽ sống một cách rất là mạnh mẽ, rất là trọn vẹn. Và chẳng những vậy mà Đức Phật Ngài còn khuyên chúng ta nên chú ý đến một cái khía cạnh gọi là khía cạnh cấp thiết. Cấp thiết ở đây giống như là lửa cháy trên đầu. Giống như là một cái chuyện mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó mang tới cách cấp thời lắm, mình không có nhiều thời giờ để mà làm những chuyện khác. Có một vài lần thưa quý vị, chúng tôi đi hành hương với một số quý Phật tử, và trong khi đây hành hương thì chúng tôi có nghe một vài câu chuyện cũng rất là buồn phiền, vui buồn của quý Phật tử. Lúc đó thì chúng tôi có nhớ đến cái đoạn kinh này, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mọi người chúng ta mà nhớ thì có lẽ cái phiền não nó sẽ ít đi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái thời giờ mà mình ở thánh địa nó không có nhiều, cái thời giờ của cuộc sống này mình không có nhiều. Và nếu thì nhiều thì mình nên tận dụng cái gì đó mà tốt nhất, cái gì mà lợi lạc nhất, chứ không phải là những thứ xứ vô ích. Thật ra khi mà coronavirus tấn công chúng ta đó, thì mình nghe tưởng chừng như là đó là một thảm họa
một đại thảm họa cho nhân loại. Nhưng mà ngày nay thì người ta nói rằng bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái hệ quả tích cực. Thí dụ như ở tại Ấn Độ, lần đầu tiên sau nhiều năm cả đời người, người ta nhìn thấy được rằng Di Mã Lạp Sư. Vị nào mà đã từng đi Ấn Độ biết rằng Lumbini không xa Di Mã Lạp Sư bao nhiêu hết. Nhưng mà chúng ta thường thấy sương mù, thật ra đó là pollution, đó là ô nhiễm. Chỗ ô nhiễm của bán đảo Ấn Độ đó, khiến cho chúng ta đứng có khi cách Di Mã Lạp Sư khoảng chừng 50 dặm thôi mà cũng không nhìn thấy được đỉnh núi. Mà nếu hôm nay mà chúng ta trở lại Ấn Độ thứ thì người ta chụp những tấm hình là ngày nay người ta thấy sau 2-3 tuần lễ cách ly không có bớt xe cộ và không bớt ô nhiễm thì bầu trời trong hơn, họ thấy Di Mã Lạp Sư rõ hơn. Thì một trong những điều mà nói rằng do cái con người đã tạm ngưng một số những hoạt động hàng ngày như là lái xe, như là các nhà máy ngưng sản xuất những khí độc, khí thải, và cái môi trường được tốt hơn, thì đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Nhưng mà nếu cái đại dịch này mà nó xảy ra khiến cho chúng ta có được một cái sự niệm chết bé nhẹ hơn thì đó quả thật là một điều rất là lợi lạc. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài không có ru ngủ các đệ của Ngài, mà Ngài luôn luôn dạy chúng ta là vận dụng cái thực tế để từ chỗ đó thăng hoa đời sống nội tâm. Và một người mà biết dùng cái vô thường, dùng cái khổ não, dùng cái vô ngã, dùng cái những cái hiện tượng bất hạnh của đời sống để làm một cái điểm tựa, một cái sức bật để vươn lên, thì Đức Phật Ngài dạy đó là người trí. Cũng thời sự việc đó, nhưng mà có những người nhìn vào đó buồn phiền, buồn khổ đau, nhưng mà có những người nhìn vào điều đó thấy được ở đó là một cái sự nhắc nhở, thấy ở đó là một sự cảnh báo, thấy ở đó là một sự thúc đẩy cho mình làm việc tốt hơn. Thì đối với Đức Phật thì người đó gọi là một người trí. Câu chuyện mà quý vị chúng ta nghe ở một đoạn khác và quý vị chờ chúng tôi. Đó là một câu chuyện, một câu chuyện rất là bình thường nhưng mà nó rất là ý vị, và cũng mong rằng câu chuyện này sẽ để lại một ấn tượng lâu dài ở trong tâm tư của chúng ta. Đó là câu chuyện vua Vasenadi hay câu chuyện của vua Thư Nặc. Phần lớn vị nào mà học ở trong Trung Bộ Kinh ở trong cái thời gian gần đây đó, thì chúng ta học qua một cái phẩm gọi là Ra Cháu Quát Cá, phẩm về vua chúa. Và riêng trong phẩm này đó là có tới 4 bài kinh đề cập đến vua Vasenadi và chúng ta gọi là vua Ba Tư Nặc. Vị vua này, thưa quý vị, chỉ vì một cái vương quốc, là một ở trong hai vương quốc lớn nhất thời Đức Phật còn tại thế. Ở thời Đức Phật tại thế có 16 vương quốc, thì Ma Kiệt Đà, Ma Kết Thá và Kiều Tát La Cô Sa Lá là hai vương quốc lớn nhất. Và riêng cái vương quốc Cô Sa Lá thì có kinh đô tại Savasthi, tức là Xá Vệ, và vị vua này là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc bằng tuổi với Đức Phật, và thời gian đầu khi Đức Thế Tôn về đó thì thưa vị, Ngài còn trẻ, chỉ có 41 tuổi thôi, Ngài về Xá Vệ. Và nhà vua đó hay đặt nặng về vấn đề tuổi tác đó, và qua rất là nhiều lần gặp gỡ trao đổi với Đức Phật thì nhà vua có một cái lòng thương kính đặc biệt đối với Đức Phật. Cái sự thương kính này, thứ gì, nhiều khi chúng ta có cảm tưởng như là nhà vua đã nói với Đức Phật rất nhiều những cái chuyện vui buồn, và ở trong lúc mà có những cái gì mà nó khó nói, khó suy nghĩ trong lòng thì nhà vua thay cười tìm đến Đức Phật. Có rất nhiều giai thoại liên quan tới vua Ba Tư Nặc, và trong cái bộ gọi là Tương Ưng Bộ Kinh có cả nguyên một chương Tương Ưng, Tương Ưng Ba Tư Nặc. Thì thưa quý vị, có một lần vị vua này đến đảnh lễ Đức Phật, mà
khuôn mặt rất là tiêu tụy, rất là bơ phờ, không có vui tươi như mọi ngày. Thì Đức Phật hỏi rằng sao hôm nay đại vương có vẻ tiêu tụy vậy? Thì vua Thiên Đặc bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có nhiều việc phải lo lắng lắm. Từ cái việc mà giặc giả ngoài biên thùy, cho đến việc an dân trị nước, việc ở trong hoàng thân quốc thích, việc những đại thần, và có rất nhiều người bị tranh danh đoạt lợi, có những người bị những cái tầm thường và gây ra nhiều cái chuyện phiền muộn, là nó làm cho con phải vất vả, mệt tâm mồ mệt trí. Thì thứ vì khi mình giờ vua bạch với Đức Phật như vậy, nhưng như trong câu chuyện mà chúng ta được nghe đó, thì Đức Phật ngài đưa ra một giả thuyết, và ngài muốn vua Tư Ba Tư Đạt suy nghĩ về giả thuyết đó, là nếu có một người từ phương Đông mà người đó là người thân tín đáng tin cậy đó, thì họ nói rằng có một cái hòn núi cao rất to lớn từ hướng Đông đang di chuyển, và chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả các lời hữu tình, thì đại vương phải làm cái gì cần phải làm, tức là cái tai nạn đến là chắc chắn không tránh khỏi. Thì thưa quý vị, ví dụ như là bây giờ mà chúng ta đang sống ở tại một nơi mà đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ đến, chắc chắn sẽ hoành hành, và sự lây nhiễm không tránh khỏi, và chúng ta bị lây nhiễm bởi cái tuổi lớn tuổi, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Mình biết chắc chắn mình ra đi. Giống như là mình là một người tử tù mà đã có bản án tử hình, mà đã có một cái sự kêu án là ngày đó tháng đó thì sẽ đưa ra pháp trường hay đưa vào gas chamber để sư tử. Thì mình cần chỉ có 5 ngày, 3 ngày nữa để sống, thì mình làm gì với thời gian đó? Thì chưa quý vị mua bao tiền đặt như chúng ta nói rồi, như chúng ta được nghe đó, thì trả lời rằng: bạch Thế Tôn, nếu một khủng bố lớn khởi lên thì diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người khó khăn, thời con có thể làm được những gì ngoài trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Đơn giản như vậy. Bây giờ cái chết chắc chắn đến, thì mình làm các hạnh lành, làm các công đức. Thì thưa quý vị, đây là một cái nhìn mà Đức Phật ngài hỏi, và ngài cũng biết vua Ba Tư Đạt trả lời như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy, ngài nói cho ta, nói cho đại phương biết, ta ở trong này đó là ta cáo cho đại dương phương hay á, nhưng mà ở đây có nghĩa là ta nói cho đại dương biết, và ta nói rõ hơn cho đại phương biết, là già chết đang chinh phục đại phương, điều gì chắc chắn? Khi đại phương bị già chết chinh phục, đại phương có thể làm được gì? Thì nhà vua trả lời là: con không làm được gì ngoài sống đúng pháp, sống chân chánh, và làm các hành lành, làm công đức. Quả thật như vậy. Đúng như vậy thưa quý vị. Chúng ta thì rất là sợ cái chết của đại dịch Corona. Chúng ta thì rất là sợ cái hình ảnh chết thảm hiu. Chúng ta xem rất là nhiều những câu chuyện là một cái người thân lớn tuổi bị lây nhiễm và phải đưa đi sống cách ly. Và cái đưa đón sống cách ly ấy, thì ở nơi cách ly họ không cho thân nhân vào để thăm nuôi. Thì thường mình bệnh ấy, thì mình được người thân vào thăm nuôi, bây giờ không được vào thân thăm nuôi. Và khi không được người thân vào thăm nuôi mà khi mình chết á, thì thân nhân không được tổ chức tang lễ, mà họ đưa cái xác á ra ngoài lò hỏa táng. Và qua đại dịch rồi thì thân nhân mình chỉ đến nhận cái hũ cốt trở về. Một cái cuộc chia tay lên đường như vậy thật sự rất là hẩm hiu, và nhiều người rất là buồn, buồn lắm, bởi vì đó là mẹ, là cha, là người thân của mình. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe nhiều câu chuyện như vậy, chứ không phải là một vài câu chuyện đơn lẻ, một vài câu chuyện khó chịu. Ở đây mình phải nói rằng mình sợ cái chết do Covid-19 tạo nên, nhưng mà chúng ta lại không có sợ cái chết là một điều chắc chắn trong đời sống của mình. Chắc chắn lắm, rất là chắc chắn, không ai tránh khỏi cái chết đó. Mấy hôm nay thưa quý vị, có 4 năm đóng tang và họ lên chùa nhờ tụng kinh, và đều hủ cốt lên, mà những người này chết vì già, chết vì ung thư, chứ không phải chết vì Covid-19. Cái chết vẫn đến, và chắc chắn chúng ta sẽ chết. Thì
Ở đây Đức Phật đều muốn nói rằng nếu chúng ta nhìn cái chết chắc chắn sẽ đến thì chúng ta nên làm cái gì cần thiết nhất hơn là ngồi đó để mà lo lắng phiền muộn. Mà nếu phiền muộn á, mà phiền muộn cái chết cũng đã lành đi, ở đây chúng ta phiền muộn bằng những việc gì đó không, bằng những việc rất là bổ ích, những việc rất là vô bổ. Đôi khi quý vị, chúng ta xử suy xét trong đời mình có một giai đoạn nào đó mình giận ai phiền ai, và lúc mình giận ai phiền ai đôi khi mà mình lên báo chí chửi nhau cũng có thể giống như sanh tử. Nhưng mà giả sử bây giờ cả hai người đều bị lây nhiễm corona hết và đang chờ chết hết, thì liệu được sự gây gổ nó có giá trị không, nó có ý nghĩa không? Thì hoàn toàn không. Dạ, hoàn toàn không. Chúng ta có những điều khác quan trọng hơn. Bởi vì ngày xưa ông bà chúng ta còn không gọi là sanh tử sự đại, sanh tử mới chuyện lớn chứ, những cái chuyện hàng ngày mà hơn thua tranh chấp, tranh chấp lời qua tiếng lại, những cái chuyện mà những cái chuyện mà có tất cách là thị phi thường trình, nó không có nghĩa gì hết, nó hoàn toàn nghĩa. Bây giờ mình ngồi nhìn lại tất cả những cái cuộc tranh chấp, những cái chuyện mà dầu sôi lửa bỏng, những cái chuyện mà người ta chửi bới dụ sụp rồi, nó theo thời gian nó kệ gì hết. Chúng ta phải nhìn như vậy khi mình đối diện với cái chết, và như vậy đó giúp chúng ta, như nó đã giúp ba chữ nặng là buông xả những điều đó. Và Đức Phật thứ vị ngài có dạy, sau đó mình bày kệ, như núi đá rộng lớn, đúng là như núi đá to lớn nhưng đứng trên hư không, tiến tràn xung quanh áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến thượng tình, dây tóc chắc đến lì bà la môn vệ xá thủ đà la chiên thủ đà chiên đà la, kẻ đổ rác đổ phân không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Cái chết đến thì ở giai cấp nào cũng bị giống nhau. Ở đây không tượng binh, không xa binh bộ binh, không trận chiến chúng thuật, không trận chiến tài sản có thể giúp chiến thắng chống với già với chết. Do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật pháp và tăng, với ai thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được 8 tháng, đời sau cũng phước trời. Đúng, phước trời đều phải là trời ban hưởng phước ở cảnh thiên giới. Thì chúng ta nên coi lại cái đức tin của mình, chúng ta nên coi lại cái khả năng chăm sóc mình. Đức Phật ngài đã thấy rõ phần tự lợi ở đây tức là mang lại cái lợi ích cho bản thân mình, thì sống như thế nào đời này được các bậc thiện trí ca ngợi mà đời sau được hưởng phước thiên lạc, phước ở cảnh giới an lạc. Và trong Trung Bộ Kinh cũng có một bài kinh khác. Một bài kinh này thật ra là một bài kinh tương đối rất là giản dị, nói về đời sống của những vị mà không có để tâm mình bị chi phối bởi những hoài niệm quá khứ và cái vọng tưởng về tương lai. Vì đó ý thức rất rõ là mình sẽ chết, nhưng mà không vì vậy mà vì nó sống trong sự lo âu về tương lai. Ngay thưa quý vị, chúng tôi nhận rất là nhiều những câu hỏi của một số người quen, hỏi rằng chừng nào là suy nghĩ rằng mình sẽ không còn bị cách ly đi lại tự do, chừng nào mà đọc tin tức mà thấy rằng kinh tế sẽ trở lại bình thường, chừng nào đại dịch đã đi qua. Thật ra không có câu trả lời nào được hết. Nhưng mà quả thực chúng ta lo lắng về tương lai nhiều, hết lo quá khứ lo lắng về tương lai. Thì bài kệ này là một bài kệ kệ ở trong kinh Tự Nhất Dạ Hiền. Một cái người trí mà sống một đêm xứng đáng, và một đêm thôi nó cũng đã xứng đáng hơn là sống cả trăm năm mà không được gì, nên gọi là Nhất Dạ Hiền. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Và ở đây cái Nhất Dạ Hiền là một vị sống một đêm thôi nhưng mà đáng sống, và rất đáng sống. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đến, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết, tú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trong lành. Thưa quý vị, trong bài kệ này rất là ngắn, nhưng mà ở đó
nói lên cái phong thái, nói lên cái thái độ, nói lên cái cách sống, nói lên cái nhìn của Đức Phật và các đệ tử hoàn toàn giải thoát. Nếu mình sống mà mình đi truy tìm người quá khứ vô ích, tại vì nó đã qua rồi, nó chỉ là một đống tro tàn. Và tương lai thì không ước vọng, bởi vì tương lai nó chưa đến. Và quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Mình sống như thế nào mà ở trong giây phút này cái tâm của chúng ta tĩnh lặng? Và quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Và quý vị chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị, ở chùa có hai con chó, mà hôm nay ở đây xin trời mưa. Trời mưa mà nó cứ đến nó cào cửa, gõ cửa. Mình xin qua cái bao tóc mà mình không chịu mở cửa thì nó sẽ tiếp tục nó cào cửa. Là chúng tôi phải ra mở cửa, đúng không? Bởi vì nếu chúng ta không có sống mà mơ mộng về tương lai hay là truy tìm về quá khứ, và sống hiện tại mà cái tâm mà ít không bị dao động, đó là một lối sống, một lối sống cái tâm như như bất động của Đức Phật và các đệ tử. Nhưng mà sống như vậy không có nghĩa là không biết về tương lai. Điều mà các ngài biết về tương lai rất là chắc chắn, đó là ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Nghĩa là ngày mai thì chắc chắn cái chết sẽ đến, nhưng mà đến lúc nào ở đâu thì chúng ta không biết được. Trúng như vậy nhiệt tâm, trúng như vậy nhiệt tâm tức là đem cái tâm niệm suy niệm về cái chết như vậy, mà bằng sự tinh cần, chứ không phải là suy niệm về cái chết mà bằng cái sự chán nản, bằng sự buồn bực. Chúng ta nhớ cái câu trúng như vậy nhiệt tâm rất là quan trọng. Trúng như vậy tức là cái tư tưởng chúng ta nghĩ về cái chết, mà cái nghĩ đó làm cho chúng ta tinh tấn. Như là Đức Phật ngài dạy rằng, và cái chết sẽ bước đến bất cứ lúc nào, một cơn gió độc, một cái tai nạn xảy ra, con rắn cắn thú dữ có thể tàn hại, và do vậy vị này tinh cực, đêm ngày không mệt mỏi, chính gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Và Đức Phật ngài dạy rằng một vị như vậy là bậc nhất dạ hiền. Cái câu này là câu thuật ngữ rất đặc biệt trong đạo Phật. Vì đó sống một ngày đáng một ngày, và chỉ một đêm mà ai làm bạn với vị đó thì xứng đáng gọi là làm bạn với bậc thiện trí. Bởi vì đã sống mỗi một đêm đáng một đêm, như lời Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm và không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở trong bài học kỳ hôm nay. Và bây giờ chắc thì chúng tôi muốn dành một ít thời giờ để chúng ta ôn lại kinh Ratthana Sutta, kinh Châu Báu. Và chúng tôi muốn nhờ nhờ Đại Đức Cư Tri đọc cho một lần phạn văn, Đại Đức Minh Thông đọc một lần phạn văn, cô Tự Duyên đọc một lần của phạn văn ba lần, và sau đó thì chúng tôi sẽ nhờ một Phật tử nào tình nguyện đọc dùng bản tiếng Việt, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với một số thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Không biết là Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Tuệ Tri nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tri đọc cho một lần bản kinh Ratthana Sutta bằng tiếng Phạn. Và kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri.
Dạ con thỉnh đại tri cầm mít à. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính dâng mít trên sư à. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tuân lệnh sư phụ đọc bài kinh Ratana Sutta. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be phu ta su ma na pa vang tu a tho bi sa ka cha su nang tu pha si tăng tasma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya di va cha ra to cha ha rang ti ye ba lin tasma hi ne ra kha ta ap ba mat ta yang kin ji vi tăng i tha va hu rang va sa ge su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a ti ta tha ga te na i dam bi bu the ra ta nang pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu kha yang vi ra gang a ma tăng pa ni tăng ya da cha ga sắc ya mu ni sa ma hi to na te na tham me na sa ma thi kiên chi đam bi me ra ta nang pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu yang bua da se to pa ri va na di su chin Sama thi ma nan tha ri can nha ma hu sama di na te na sa mo na vi cha ti i đam bi tham me ra ta nang pa ni tăng e te na sắc che na su va thi hô tu ye pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri e ta ni yu va di hôn ti te da ki na Sugata sa sa vaka e te su di na ni mahap phala ni idam bi sang khe rata nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu ye su pa yua ta manasa da he na ni kai mi no go ta ma sa sa nam hi te pa ti pa ta amatang bi ghe ha la da mu da ni bu tiên phum cha ma na idam bi sang khi ra ta nang pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu ya thiên đa khi lô pa tha vin si to si ya cha tu phi va te phi a sam pa cam pi yo ta thu pa mang su pa vi sang va da mi yo a ri cha sắc cha ni a pe cha pa sa ti I đam bi sang khe ra ta nang pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu ye a ri cha sắc cha ni vi pha và giang thì gầm phi ra bản nhê na su đê si ta ni kiến cha bi tê hôn thì phu sắp bà ma ta na tê pha văn a tha ma ma ni giang thì y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va
Sada sada sampada yata ya su tham ma chahita pha văn thực sắc đa và điệt thì biết chi kiến chi tăng cha si la bơ tăng ba bị gia đa thì kiến cha cha tu hà pa ye hi cha viết ba mưa tô cha cha phi tha na ni áp pha bồ ca tum idam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tự kiến cha bị số cầm măng cà rô tì ba ba ca ca dê na va cha u đa chê ta sa va a pa bô so ta sa pa ti cha da ya pa ba ta di ta pa da sa vô ta i đam bi sang khê ra năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hôm tự va na ba gùm bê ya tha phu si tạc gê gìm ha na ma sê pa ta ma smin gìn hê ta thu pa măng tham ma va răng a de sa di ni ba na ga min ba ra măng hi ta ye i đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu tha rô tham ma va răng a de sa di i đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu ki năng pu ra năng na va na thi sam pa văn virata citta yati ke pavasmin te ki na pi cha aviruni chang da ni bang tin thi ra ya yang pa ni bo idam bi sang khe ratanang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va am ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi ho tu ya ni đa phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va ni khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đàm măng na ma sa ma su va thi ho thì ya ni đà phụ ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu di nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thưa sư tăng và con xin mời người kế và chân thành tri ân chi vị đã lắng tai nghe con xin mời kính lễ thượng đội giúp đặng thượng đội minh hạnh kính sư nguyên thông. Dạ dạ con cảm ơn thượng đội giúp đặng, cảm ơn chư quý phật tử. Xin phép được đọc bài kinh Đất Thánh Lá Sutta. Yani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta likhe sape gota sumana bhavanto atho pisaka ca sunan tu pasitang tasma hi puta ni sametha sape metang karo tamanusiya baca jadi wacara to jaharanti ye paling tasma hi ne rakata apamata yang kin chiwitang ithawa murang wasake suwa yang ratanang banitang Lano samang ati tathagate Nairam vibhote ratanang banitang Hete nasache nasuvati hotu Khayang viragang amatang banitang Yada chaga sakya muni samahito Nathe nathamme nasamati kinchidam Vithamme ratanang banitang Hete nasache nasuvati hotu Yang Buddha Setho Pariwan Na Yisu Ching Samadhi Manan Tarikang Yamahu Samadhi Nate Na Sammo Na Vichati Dambi Thamme Ratanang Banitang Ete Na Satche Na Suvati Hotu Ye Bukkala Atasatang Basatha Chattari Eta Ni Yuga Ni Hontite Dakhinaya sugata sasavaka hete surinani mahapala Nairam visankhe ratanang panitang hete nasachye nasuvati hotu
Yeso payota manasa danhe nanikamino gotamasa sanam hite atibata matangwige halatham buthane puting bunchamana idambi sanghe ratanang panitang etena sache nasuwati hotu yathin dakhilo pathawing sito siya chatophi wate pia sambakam biyo tathupamang sapuri sangwadami yo ariya sachan yawe chat chapsati dambi sanghe ratanang panitang etena sache nasuwati hotu ye ariya sacha nivipawa yanti dhampi dhabbanye nasudesita nikincha vitehontu pusapamata natepa vangatama madi yanti dhambi sanghe datanang panitang ete nasachye nasuvati hotu sahava sadasana sambada yataya sudhamma chahita pavan tisaka yaditi vichikichitang chasila patang vabiyadati kinchichatu habaye ichawepamuto chachapithana vyapapokatum idambi sanghe ratanang vanitang etena sachena suvati hotu kincha visokam mankadoti bapakanka yena vacha virachetasa vapapho sota sabati chadha yapapatadi sabada savuta idambi sanghe ratanang panitang etena sachena suvati hotu vanabhagambe yathapusitake imhanamase pathamasmingimhe tathubamang thamvarang adesinipanagaming paramanghita jairam vibhote ratanang panitang etena satyena suvati hotu varo varang yu varado varaharo anuttaro thamma varang adesiram vibhote ratanang panitang etena satyena suvati hotu hinang puranang navang nati sampavang varata citta yatike pavasming dehi nabicha virunti chandani panti thiyambadi boidam visanghe ratanam panitang etena yena pati ho yani thaputani samgatani pummani vayani vantalekhe tathagatam deva manu sabuchitam buddham namasamasuvati hotu yani thaputani samagatani pummani vayani vantalekhe tathagatam deva manu sapuchitam dhammam namasamasuvati hotu yani thaputani samagatani pummani vayani vantalekhe tathagatam deva manu sapuchitam sangham namasamasuvati hotu. Các con đã đọc xong bài kinh Đa Tha Sutta, bây giờ xin dùng mic lại cho thầy giáo giải đáp. Dạ thú, xin chào chương trình thông qua để tuyệt tình. Không biết sư cô Thị Duyên khó có đọc được bài kinh hôm nay không? Nếu sư cô Thị Duyên không biết đọc cho bài kinh Phan Ngữ thì xin trình sư cô Thị Duyên. Và sau đó chúng tôi nhờ một vị nào đọc cho bản tiếng Việt nhé. Dạ, thỉnh sư cô Thị Duyên đọc cho bài tiếng Phạn. Và chúng tôi nhờ vị nào đọc cho phần tiếng Việt sau khi sư cô Thị Duyên tụng xong bản tiếng Phạn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính chuyên thượng tọa Giác Thắng. Kính lễ quý bà quý cô chư nữ và con chào tất cả quý Phật tử. Và con xin đọc bài Châu Báu Ratanasutta.
Yani ta po ta ni sa ma ga ta ni tom ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa po ta su ma na pa wa tu a po vi sa ka su na tu pa si tang ta ma hi po ta ni sa me ta sa be me tang ka ro tha ma nu si ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ha ra ti ye pa le ma Ine ra kata apa mata Yang teng chi vi tang ita wa hu rang wa sang je su wa yang ra ta nang ban ni tang nan no sa mang a phi ta tha ga te na i dam vi pu the ra ta nang ban ni tang e te na sa chi na su wa thi ho tu ka yang vi ra gần ngắm mắt ta ni tăng giác đa cha già sắc chư muôn nhị sa ma hi tu na tề na tham mê na tham ma thi kinh chỉ tam bi tham mê sa gan cha tan năng ban ni tăng ê tề na sa chê na tu wa thi hộ tu yam vô ta sa thô ba di quan na di sư chinh sa ma thi ma na ta di canh nhâm ma hu sa ma thi na tê na sa mô na vê chê ti y tam vi tham mê ca ta năng ba ni mê tê na sa chê na su wa thi hô tu ye vô ca la a tha sa tăng ba sa tha cha ta ri ê ta ni yu ga ni hô ti tê đa thi này ya Su gata sa sa wa ka e te su ting na ni va ha pa la ni i dam bi sang khe ra ta nang Ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu Ye su pa yu ta ma na san he na ni ka mi no go ta ma sa Sa na sa na mi te ba ti pa ta amat tang yu jay ha la tha mu tha Nếp vô tình buồn cha ma na y đam vi sáng thề ra ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su wa thi hô tu Cha thành đắc khi lô ba tha quên si tô si ya cha tu phi hoa tê phi a sam bắt cam vi yô ta thu ba măng Sập cú đi sang quát đà mi vi a sáp cha ni ốc quét cha ba sa thi ế đam vi sáng thề Cha ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su wa thi hô tu Sa hà hòa sa đa sa na sam bát đa giá sa giá su tham ma Cha hi ta phu hoàn ti sa ca ya đê su vi ti kê ti tăng cha sê lập phát tăng Hòa bi ya đa ti kinh ti cha tu hấp ba dê hi cha viết ba mút tu cha cha phi tha na Nhà a ba phát bồ ca mi tam vi sang thê Cha ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa thi hô tu kinh cha pi su cam măng ca rô ti ba ba căng ca dê na wa cha yu ra chê ta sa wa a pháp bồ sô ta sa bát tê cha đà ya a pha bát ta đê tha bát đa sa vô ta y đàm bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa thi hô tu Quan áp bao gồm bề do tha phụ chi tắc ghê ghiêm hà nam ma sê bá tha mạ nhìn ghiêm hệ Ta thù ba măng thầm ma qua răng ách đề sơ di nhiếp ba na gà mìm Ba ra măng hít ta ya y đàm bi bố thề ra ta năng ba nì tăng Ê tê na sa chê na su wa ti hô tu Qua rô qua rành nhô qua ra đô qua ra hát rô anh nuốt ta rô thầm ma qua răng ách đề sư di đà bút thề ta ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa thi hô tu kỳ năng bu ra năng na quăng na thi sâm pha quăng u ra ta chít ta ya ti kê pha quá nhìn tê khi na bi cha a vi ruôn thi chan đà nhíp bần ti thi ra dầm ba di bồ Y đàm bi sáng khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na thi hô tu ya ni tha phụ ta ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni tâm ma ni wa ya ni wa an ca li khê ta tha ga tăng
đề wa ma nu sa bồ chi tăng vô thăng nam ma sa ma tu wa thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ra ta ni phẩm ma ya ya ni wa an ta li khe ta tha ra tăng đề wa ma nu sa bồ chi tăng tham mang nam ma ma tu wa thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ya ta ni phẩm ma ni wa ya ni wa na le khe ta tha ya tăng đề wa ma nu sa pu chi tăng sẵn khăn nam ma sa ma tu wa thi hô tu. Dạ con đã đọc bài xong rồi, giờ bây giờ con xin kính bác ạ. Vâng, cô chị của bây giờ, cô Từ Mẫn có đọc được cho phần nghĩa tiếng Việt không? Dạ mời cô Từ Mẫn. Dạ, Nam Mô Bức Tà Bức Tà Giá, con Từ Mẫn. Con cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý Ngài, quý Sư, quý Chư Tôn Đức. Dạ, con xin đọc bài kinh lời tiếng Việt ạ. Dạ, xin cảm ơn quý sister đã cho biết tín hiệu. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đà vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này. Rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời không việc gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những bậc ứng cúng đệ tử đấng thiện thệ, được trí giả tán thán cũng cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiếu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, kể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đào huần chứng tri lý thánh đế, được đức Gô Tá Má khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đà hoàn dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân hai lời ý
cũng không hề che giấu được xứng danh hiền thánh. Do vậy chúng tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, con xin sám hối. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chúng chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hải chí thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hải chí thành đảnh lễ. Chánh pháp như chân được thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hải chí thành đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, con thành thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng, con xin xuống mít. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Chào thưa, cảm ơn cô từ mời. Bạch Chí Công Đức và chú quý Phật tử, ở trong thời gian qua chúng ta có hơn 3 tháng kể từ khi vi trùng COVID-19 hoành hành ở Vũ Hán, Trung Quốc, và sau hơn 3 tháng thì bây giờ đã lan rộng khắp tất cả châu lục ở trên thế giới. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đã trở thành trung tâm dịch. 24 giờ qua có hơn 33.000 ca lây nhiễm ở tại Hoa Kỳ, một ngày mà số lây nhiễm cao nhất. Với thời gian 3 tháng thì những nhà nghiên cứu đã có được một số các dữ kiện, và những dữ kiện này gần như rất là chắc chắn để cho chúng ta hiểu một phần. Ở trong những dữ kiện này thì đại để người ta thấy rằng trên con số tử vong và đã gần tới 100.000 người tử vong từ COVID-19 thì những người bị tử vong thường là ở những cái thành phần tương đối mà nổi bật. Dĩ nhiên có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là những người bị những người cao tuổi trên 60 tuổi thường cái số tử vong cao hơn là những người trẻ tuổi. Không có nghĩa là người trẻ tuổi không chết vì COVID-19, nhưng mà con số người chết từ vì COVID-19 ở những người từ 60 trở lên thì nhiều hơn. Và thứ hai nữa đó là những người có bệnh nền như là bị béo phì hay là bệnh tiểu đường hay là bị áp huyết thì cái số tử vong lại cao hơn là người không có bị những chứng bệnh nền đó. Và điều thứ ba mà người ta tìm thấy đó là số lượng của người nam chết nhiều hơn người nữ. Và một cái câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao người nam chết thì người nữ nhiều hơn người nữ? Thì thưa quý vị, có một, đúng là có 5 bài báo hôm nay. Ở đây chúng tôi chỉ lưu quý vị một cái link bài báo. Họ nói rằng ở đại học St. Paul, ở cái bệnh viện St. Paul ở Vancouver, BC, Canada đó, thì người ta khám phá ra rằng sở dĩ mà người nam mà bị mà cái số tử vong nhiều hơn người nữ
là do người Nam, cái tỷ lệ người Nam hút thuốc nhiều hơn. Và bây giờ thì họ lại đi truy tìm thêm ấy, là cái việc hút thuốc ấy, nó là một cách mà khiến cho coronavirus xâm nhập ở trong cái cơ trịch của buồng phổi nhanh hơn là người không hút thuốc. Thì như vậy lại là một cái khám phá rất là quan trọng. Và hôm nay thì chúng tôi có nói chuyện với một vài Phật tử, thì với Phật tử than phiền rằng ở trong thời gian cô lập đó, một ở trong những niềm an ủi sau cùng đó là hút thuốc, và nếu không hút thuốc đó, thì chắc chết sướng hơn. Nhưng mà quả thật là khi nghe chúng tôi trình bày thì các vị thấy rằng rất có lý, là cũng là thời gian tốt hơn hết là để bỏ thuốc. Chúng tôi phải đưa cái tin tức ở tại đây, tại vì người Việt Nam chúng ta hút thuốc rất là nhiều, nhất là đàn ông. Chúng ta nên nhớ một điều rằng không phải là vì đàn ông hay đàn bà mà điều đó khiến cho một người chết nhiều vì giới tính, không phải như vậy. Mà sở dĩ người nam chết nhiều người nữ, tại vì cái tỷ lệ hút thuốc của người nam cao hơn tỷ lệ người nữ. Và khi mà cái người hút thuốc thì đó lại là một cái cách để đưa những con virus, coronavirus đi vào xâm nhập viện phòng buồng phổi nhanh hơn và nó phát mạnh hơn. Vì vậy người ta cũng khuyên chúng ta một điều rằng nếu chúng ta hút thuốc thì ở trong giai đoạn này, và vì cái này cũng là một việc tốt, nên bỏ thuốc. Bỏ thuốc vì những người thân của mình và bỏ thuốc vì bản thân của mình. Và mong rằng những tin tức này sẽ giúp chúng ta phần nào ở trong việc điều chỉnh cuộc sống của chúng ta cho thích hợp. Chúng tôi xin quý vị rằng mặc dù đã có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng sự cách ly đã dẫn đến cái tình trạng là cái số lượng lây lan tương đối bớt, nhưng mà chưa phải là lúc để chúng ta lạc quan đâu. Bởi vì một vài nơi như ở Singapore và ở Nhật Bản, sau một thời gian mà họ thấy rằng flatten the curve, tức là cái biểu đồ nó không tăng nữa và đi xuống thì ai cũng mừng, nhưng bây giờ nó trở lại. Và ở tại Nhật Bản, người cho nhiều thành phố bị phong tỏa, trong đó có kể cả Tokyo. Và nên chi tất cả chúng ta đều phải cẩn trọng cho đến khi mà tìm ra được thuốc chống ngừa, tìm ra được trị Covid-19 thì đừng nghĩ lại và cố gắng để giữ một thái độ rất là tích cực, giữ một thái độ rất là cẩn thận khi mà đi ra bên ngoài giao tiếp xã hội. Và chúng tôi cũng nhận được cái tin, động tin là có một người đến tham dự một cái tang lễ, người này đã ôm những người, một số người trong tang lễ để ôm để an ủi. Nhưng mà sau khi người đã đi về thì đã khiến cho có 3 người ở trong số đó bị tử vong vì Covid-19. Nên chúng ta có bày tỏ sự thân thiện, bày tỏ cái lòng quý mến hay lịch sự đối với người khác, thì chúng ta cũng rất cần nên cẩn thận và cân nhắc. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư chư tăng ni đã vào cùng Rung để hỗ trợ chương trình. Đến lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Yani tapu nisama kata ni thumma ni vaya ni va antalithe sape vahu.